Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến về thăm tỉnh Hưng Yên vào ngày 10 tháng 11 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự ngày đại đoàn kết toàn dân tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ và thăm làm việc nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân thị xã Mỹ Hào. Hơn 10 năm đã trôi qua, hình ảnh cùng những lời chỉ đạo dặn dò của Tổng Bí thư vẫn luôn khắc ghi trong lòng mỗi cán bộ và người dân địa phương. Ông Phạm Văn Ba, nguyên là Bí thư Đảng bộ xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, nay là phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, là một trong những người có mặt trực tiếp tại buổi làm việc của Tổng Bí thư với thị xã Mỹ Hào và phường Nhân Hòa cách đây hơn 10 năm, xúc động nhớ lại. Ngày đó, sau khi nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội chung và tiến độ xây dựng nông thôn mới của địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần chỉ đạo, dặn dò rất tâm huyết với tập thể cán bộ địa phương, đó là phát triển nhanh phải gắn liền với bền vững, mà muốn bền vững phải lấy dân làm trung tâm, phải xây dựng thế hệ trẻ có tâm, có kiến thức và muốn đột phá về kinh tế nhất định phải ổn định được chính trị. Đồng chí căn dặn rất nhiều điều. Cái thứ nhất là phải xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cái thứ hai là xây dựng và phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo bền vững. Cái thứ ba và đặc biệt là đồng chí nhấn mạnh là phải xây dựng phát triển kinh tế phải gắn liền với việc xây dựng con người Việt Nam văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với cương vị là một đồng chí bí thư đảng bộ, tôi đã quán triệt và tuyên truyền với cái lời dặn của Bác tới tất cả đảng bộ và nhân dân trong xã, đặc biệt là tới các cái chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân. Với cựu chiến binh Trương Mạnh Dũng là người vinh dự được Tổng Bí thư và đoàn công tác về thăm, khi đó gia đình ông Dũng là hộ phát triển kinh tế tiêu biểu của địa phương với mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ khu ruộng trũng cây lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi ba ba cho hiệu quả kinh tế cao. Hình ảnh giản dị, gần gũi và những lời dặn dò của Tổng Bí thư luôn sống mãi trong lòng ông Dũng nói riêng và nhân dân nói chung. Bác bảo là mình là cái về cựu chiến binh rồi thì cố gắng phát triển kinh tế rồi bảo ban các con cháu để làm sao mà cùng dắt tay nhau phát triển kinh tế, đoàn kết và làm nhiều việc tốt cho xã hội. Bác tặng 4 túi kẹo. Rồi thế là tôi để dành đến sáng mùng 1 Tết là tôi mừng tuổi cho mỗi đứa một cái kẹo. Đây là quà của Bác Trọng. Về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, Tổng Bí thư rất xúc động trước sự phát triển mạnh mẽ của địa phương này. Tại đây, Tổng Bí thư nhấn mạnh, dân có giàu thì nước mới mạnh, mà khi nước đã mạnh thì người dân lại có nhiều cơ hội làm giàu và muốn vậy nhất định phải giữ gìn, phát huy được tinh thần đoàn kết một lòng. Tại đây, Tổng Bí thư đã trồng cây đa lưu niệm tại nhà văn hóa thôn Trai Trang. Bác căn dặn toàn dân đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp để làm đầu tàu cho huyện Yên Mỹ. Bác nói những câu hết sức đơn giản nhưng hết sức sâu sắc để giáo dục thế hệ con cháu. Bác dặn là đã trồng cây cũng như là trồng người phải chăm nom và cho cây ngày càng xanh tốt. Những lời chỉ đạo dặn dò của Tổng Bí thư sau đó đều đã được các địa phương hiện thực hóa. Cụ thể, chỉ sau hơn một năm Tổng Bí thư về thăm và làm việc, Nhân Hòa được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2019, huyện Mỹ Hào được công nhận là thị xã và là một trong những điểm sáng về kinh tế, xã hội của tỉnh. Tương tự như vậy, thị trấn Yên Mỹ phát triển mạnh là đơn vị đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội ở huyện Yên Mỹ.